Ông Netanyahu cho biết sẽ có việc phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza để đảm bảo trong tương lai sẽ không còn mối đe dọa nào từ giải đất này đối với người dân Israel. Trước đó đầu tuần, ông Netanyahu cũng ám chỉ việc Israel sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh ở Gaza trong một thời gian không xác định. Dẫu vậy, Thủ tướng Israel cũng tuyên bố nước này không tìm cách chinh phạt, chiếm đóng hay cai trị Gaza. Về phía Mỹ, một đồng minh quan trọng của Israel, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết chính người Palestine sẽ quản lý Gaza một khi Israel kết thúc cuộc xung đột Hamas. Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn quân đội Israel Richard Hatch tuyên bố lực lượng nước này sẽ tiêu diệt các tay súng Hamas nếu phát hiện các tay súng này nổ súng từ các bệnh viện ở dải Gaza.